Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì trong video các bạn, mình sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin mới nhất của Binetwork, cũng như là lưu ý cho các bạn về cái ví nha. Ví của Bi á các bạn, rất là quan trọng nha. Chúng ta xem đây. Nè, cái ví của Bi á, tại sao quan trọng nè các bạn? Các bạn phải giữ cái cụm mật khẩu cực kỳ an toàn và bí mật các bạn nha. Bởi vì á chỉ có bạn mới có thể sử dụng cụm mật khẩu và đăng nhập được thôi. Tuy nhiên á, nếu như các bạn thấy cái ví của mình mà người khác đăng nhập được á, có nghĩa là bạn đã rơi vào trạng thái là bị mất do lừa đảo hoặc là do đánh cắp cái gì đó. Ha. Cho nên là phải nói là khi mà chia sẻ cái cụm mật khẩu này, phải nói là phải cẩn thận nhất, không có chia sẻ cho ai, phải giữ nó an toàn. Nó là cái một nó là cái mở cái chìa khóa để đi vào cái kho báu của các bạn, đó chính là cái ví Bi. Và cái ví Bi này á, sau này á các bạn, nó không chỉ là riêng cái Bi thôi, mà nó còn chứa các loại tiền điện tử khác như là Bitcoin, ETH, rồi Dog, rồi TRX, Litecoin, Lum đó, rất là nhiều thứ. Cho nên nó là cái ví này nó sẽ cập nhật rất là nhiều sau này á, chứ không phải riêng về Bi, mà các bạn mất cái mật khẩu này á, có nghĩa là mất mất rất là nhiều thứ nha, mất hết á. Nên là anh em chị em chúng ta hãy cố gắng làm ơn nắm vững cái kiến thức này hay các bạn nhé. Nếu mà không nắm vững cái này thì cũng mệt lắm. Nói chung là cái việc mà khi mà các bạn nghe cái này rồi, các bạn hỏi nhiều thứ nó vui tai lắm, nó khó giải thích lắm. Thì có người là lưu trên Gmail rồi hỏi là bây giờ Gmail lưu Gmail rồi, Gmail bảo mật hai mặt ra hai lớp rồi, có bị mất hay không, hay là tôi chép ra giấy rồi nhưng mà tại sao vẫn tôi chỉ chép ra giấy, tôi lưu ở trên trên giấy rồi. Tôi chép ra giấy đó các bạn, tức là mình chép tay ra giấy rồi, mình xóa hết trong máy rồi, tại vì sao cũng bị mất đó. Hoặc là tôi lưu một cái nơi bí mật, tôi đặt mật khẩu máy tính luôn rồi, xin lỗi, mật khẩu điện thoại luôn rồi đó. Nhưng mà sao cũng mất, ví dụ vậy. Thì các bạn biết thế này nè, mà các bạn phải hiểu là cái vấn đề này là các bạn phải hiểu một chút thì mới 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 đúng được. Ví dụ như các bạn lưu ở trên giấy, nhưng mà khi các bạn đánh vào trên trên cái điện thoại của bạn là do có Trojan, tức là có cái con mà nó gửi cái tin nhắn từ cái điện thoại của bạn về cái máy của cái thằng trộm á. Khi các bạn đánh mật khẩu vào á, các bạn đánh 24 cụm từ vào á, thì nó ăn cắp lúc đó đó nha, nó ăn cắp lúc đó đó. Cho nên là các bạn đừng có bảo là sao chán quá, lưu 24 ra cụm ra giấy rồi cũng mất, tại vì có lúc các bạn đánh vào thì nó ăn cắp lúc đó, chứ cắp lúc nào là do cái điện thoại của các bạn nó đã có cài, đã bị dính virus rồi, cho nên là nó chờ thời cơ các bạn thực hiện cái hành động đó là nó chụp lại, nó ăn cắp, được chưa? Tại vì con Trojan là nó có quyền chụp điện thoại, chụp cái điện thoại các bạn nó gửi về mà. Đó, cho nên là các bạn phải hiểu cái điều này. Mà cách an toàn nhất là các bạn lưu và cái điện thoại của bạn phải sạch. Đó, điện thoại các bạn phải sạch, nói dẫn như vậy á. Sạch thì nó mới an toàn được. Còn không là là căng lắm. Ha. Ví dụ như các bạn lưu trong Gmail mà cái Gmail của các bạn lại đăng nhập trên nhiều thiết bị mà các bạn không biết chẳng hạn. Ai cũng ví dụ như để đăng từ xưa tới giờ đi làm mà có một cái Gmail thôi, đăng nhập năm cái máy tính, năm cái điện thoại khác nhau mà không có thoát thiết bị ra. Đó. Thì đến khi ví dụ các bạn lại bán cái điện thoại cũ đi mà trong đó có nằm cái Gmail đó đúng không? Thì cái người mà ta sử dụng ta có thể mở được. Nó rất là nhiều lý do các bạn. Mà các bạn phải phải cẩn thận. Chứ không phải là vấn đề là các bạn lưu ra là xong đâu. Nó có nghĩa là chúng ta phải kiểm tra xem là nó có bị rò rỉ ở trong cái trường hợp nào hay không. Mình phải ngồi mình suy nghĩ lại. Mình cố nhớ lại là mình có
cái cách của mình đang bảo mật đó, nó thật sự nó có bị rò rỉ ở đâu hay không, đúng không? Có bị rò rỉ ở đâu hay không, đó nó quan trọng lắm. Cho nên là mình nói như vậy để cho các bạn biết, bởi vì cái câu hỏi này nhiều người hỏi lắm rồi, nhưng mà thật ra thì nó khó trả lời lắm. Nhiều người nhắn tin vào là bây giờ tôi chép ra rồi, được an toàn chưa? Thì lúc mà các bạn chép ra thì nó an toàn, nhưng mà lúc các bạn đăng nhập vào là liệu cái máy của các bạn có an toàn chưa? Rồi, nó nói như vậy thôi cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi, một thông tin Twitter này cũng hay nè. Đây, BNews ha, họ đưa tin nè. Chúng ta đọc qua chứ chúng ta có thể nắm được cái thông tin về Bi nha. Hiện, tức là thông tin về hệ sinh thái Bi, hiện tại nhiều cửa hàng địa phương đã và doanh nghiệp nhỏ ở nhiều nơi trên thế giới đang chấp nhận Bi như một hình thức thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ thực. Sự đa dạng về con người, địa lý, hàng hóa và dịch vụ mà các giao dịch Bi đại diện là một tấm thảm đẹp, xứng đáng là một mạng đáng tự hào. Các doanh nghiệp địa phương là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái Bi và sẽ có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng chất và tiện ích cho mạng. Các doanh nghiệp địa phương cũng là nơi có thể giải phóng sức mạnh cơ sở của cộng đồng Bi để có tiềm năng và tác động lớn, điều hiếm thấy ở các mạng khác. Có nghĩa là các bạn khác không có. Chúng tôi biết rằng nhiều người tiên phong là chủ cửa hàng và chủ doanh nghiệp nhỏ, trong khi nhiều người tiên phong khác sống trong môi trường địa phương của họ có nhiều khả năng tiếp cận và thuyết phục các doanh nghiệp nhỏ địa phương tích hợp Bi. Do đó, Bicoteam đang nghĩ đến việc thành lập một chương trình dành cho người tiên phong, đưa các doanh nghiệp địa phương vào hệ sinh thái Bi. Tuy nhiên, Bicoteam nhận ra một số thách thức trong nỗ lực này, chẳng hạn như phần ngoại tuyến lớn của các hoạt động kinh doanh địa phương, hậu cần và trách nhiệm giải thích, giải trình, v.v. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đón nhận các đề xuất và ý tưởng của cộng đồng trong giai đoạn hình thành về cách thiết kế chương trình để khuyến khích địa phương các doanh nghiệp tích hợp với Bi trong khi giải quyết các thách thức. Nếu bạn am hiểu về các doanh nghiệp địa phương hoặc nhiệt tình với hướng xây dựng hệ sinh thái này, hãy gửi ý tưởng của bạn qua cổng hỗ trợ Bi. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật về chương trình này. Để gửi ý tưởng điều hướng thì các bạn đi vào cái mybi.com nè, support nè. Và vào cổng hỗ trợ dưới họp cần đưa ra yêu cầu liên hệ với chúng tôi, cụ xuống để chọn tùy chọn có tên đề xuất cộng đồng, yêu cầu tính năng rồi hoàn thành biểu mẫu. Đối với câu hỏi yêu cầu của bạn là gì, vui lòng chọn tùy chọn chương trình đại sứ doanh nghiệp địa phương. Sử dụng đúng định dạng này sẽ đảm bảo rằng nhóm Bicoteam có thể xác định và xem xét thông báo của bạn. Là sao các bạn? Có nghĩa là gì? Doanh nghiệp địa phương, ví dụ như các bạn có tiệm hớt tóc này, bạn thăm nhau thanh toán bằng Bi, sửa xe thanh toán bằng Bi, được chưa? Hay là bán điện thoại, cửa hàng bán điện thoại thanh toán bằng Bi, cửa hàng bán đồ chơi trẻ em thanh toán bằng Bi, nhỏ 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 như vậy. Nhưng mà Bicoteam phát hiện ra là cái việc quản lý những cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ này á thì khó, nói chung là rất là nhiều vấn đề khó. Cho nên là Bicoteam cũng muốn là cho những cái cửa hàng này chấp nhận thanh toán bằng Bi, nhưng mà không có, chưa cần có ý tưởng các bạn. Thì nếu cho các bạn rành rọt về cái ý tưởng này á, về cái điều này á, thì các bạn có thể đề xuất cái ý tưởng của mình lên cho co team, đúng không? Ví dụ các bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, là nơi bán phân bón cho cây cũng muốn thanh toán bằng Bi, hay là ông kia ông có cái hồ bơi thì cũng muốn thanh toán bằng Bi, hay là ông kia ông bán đồ chơi trẻ em cũng muốn thanh toán bằng Bi. Thì các bạn có thể thấy cái ý tưởng như thế nào là tốt nhất để cho họ có thể tham gia thanh toán bằng Bi một cách tốt đẹp á, thì các bạn đề xuất lên cho core team để họ xem xét, biết đâu họ áp dụng ý tưởng của các bạn, được chưa các bạn? Đó là như vậy á. Mình nghĩ thông tin này rất là tốt, bởi vì nhiều doanh nghiệp địa phương mà càng nhiều nhỏ nhỏ mà họ càng chấp nhận thanh toán bằng Bi càng nhiều thì sự phổ biến của Bi rất là nhanh các bạn. Bởi vì ví dụ như địa phương của các bạn có 10 cái doanh nghiệp nhỏ như vậy mà họ toàn tham gia thanh toán bằng Bi hết á, thì người dân cũng dần dần cũng phải quen chăm sóc thanh toán bằng Bi thôi, đúng không? Giờ tôi chấp nhận thanh toán bằng Bi mà, xin lỗi, chấp nhận trao đổi bằng Bi các bạn. Thanh toán hoài nó không tốt, ở Việt Nam chúng ta không nên nói chuyện thanh toán đó, chấp trao đổi bằng Bi, không trao đổi bằng Bi thì chấp nhận trao đổi bằng Bi thì dần dần họ cũng sẽ sử dụng quen cái cách dùng Bi để trao đổi ha, dùng Bi để trao đổi chứ không phải thanh toán nha. Đó thì lúc này là Bi nó sẽ rất là phổ biến, mà phổ biến rất là nhanh chóng các bạn. Thì cái như các bạn thấy mình đã đưa tin cho các bạn xem rồi,
cái việc mà mỗi ngày nhiều cái dịch vụ á, nhiều cái cửa hàng mà nổi lên thanh toán bằng chấp nhận bằng bi á, tức là trao đổi bằng bi á, rất là nhiều các bạn, nhiều lắm, rất là nhiều, nó mọc lên như nấm vậy đó. Nên là các bạn thấy đâu cái sự phổ biến mà các doanh nghiệp địa phương này càng nhiều nữa thì càng tốt đó. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin vui mừng nữa các bạn. Đây, cái này là thông tin vui mừng nè của ông Kim Hak-won nè. Kim Hak-won này ông đưa tin nè. Thì trong các top 11 tiền điện, 11 loại tiền điện tử được follow nhiều nhất trên Twitter á, thì bi của chúng ta ở vị trí thứ mấy các bạn? 2 4 6 các bạn. Đây. Nè, có nghĩa là trên Twitter thì bi đã vượt qua hết 5 người 5 5 loại tiền điện tử được follow nhiều nhất trên Twitter rồi và đang ở vị trí thứ 6. Và dần dần nó sẽ vượt qua nữa các bạn ha, dần dần sẽ vượt qua nữa. Khủng khiếp chưa các bạn, lúc trước là thứ 9 thứ 10 là đã khó rồi, bây giờ là thứ 6 rồi các bạn đó. Cho bây giờ các bạn mà chưa có Twitter, các bạn mà chưa có follow cho Twitter của Bi á, các bạn hãy vào follow đi các bạn, bằng cách là các bạn gõ chữ A còng coi tim ha. Này, các bạn gõ giúp mình là A còng Bi coi tim, vô vô follow cho Bi đi các bạn đó. 2.421.172 người theo dõi nha. Các bạn nhớ bấm cho mình chữ theo dõi này ha, bấm đi các bạn. Nếu như chưa follow đi cho tăng hơn nữa nha, chúng ta phải làm hết sức đi cho nó vượt qua các bạn đó. Rồi một thông tin nữa của cái ông Kim Hakawon này, Hakawon này. Đây. Dưới đây là một số điều cần xem xét khi đánh giá một loại tiền điện tử và Bi đã làm hài lòng tất cả những điều đó. Có nghĩa là để đánh giá một cái loại tiền điện tử như thế nào thì những cái cách này, nhưng mà Bi thì lại đạt hết luôn. Công nghệ, xem xét các tính năng kỹ thuật của tiền điện tử, chẳng hạn như thuật toán được sử dụng để khai thác, khả năng mở rộng của mạng và các tính năng bảo mật riêng hiện có. Sự chấp nhận của người dùng, xem xét mức độ chấp nhận của người dùng và người bán, vì tiền điện tử được chấp nhận rộng rãi có nhiều khả năng có giá trị lâu dài hơn. Như Bi thì các bạn biết rồi, chưa có cái gì hết mà đã 45 triệu người đang sẵn sàng đào ha. Nhóm phát triển xem xét kinh nghiệm và hồ sơ theo dõi của nhóm phát triển cũng như những nỗ lực không ngừng của họ để cải thiện và đổi mới tiền điện tử. Nhu cầu thị trường xem xét nhu cầu thị trường tổng thể đối với tiền điện tử cũng như các trường hợp sử dụng và ứng dụng tiềm năng của nó. Đó thì rất là tuyệt vời không? Đó thì các bạn có thể dựa vào đây, các bạn thấy được là Bi rất là tuyệt vời, rất là tốt, rất là thực, rất là rộng rãi và rất là phổ biến và rất là giá trị. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn thấy những thông tin này hữu ích, làm ơn cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Rồi, xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.